Soi kèo Inter Milan với Sampdoria ngày 30 tháng 10, 3 điểm dễ dàng. Soi kèo Inter Milan với Sampdoria, ở thời điểm hiện tại, Inter Milan đang là đội bóng chiếu trên ở với kèo chấp 1 trái rưỡi 2 trái cả trận. Đây là tỷ lệ chấp không quá sâu, khi mà ngay lúc họ đã chẳng còn phải bận tâm quá nhiều đến trận đấu cuối cùng với Bayern Munich tại Champions League. Bởi đó chỉ là trận đấu thủ tục và cả hai đội đã giành quyền đi tiếp đến vòng 16 đội. Nên giờ đây Inter Milan hoàn toàn có thể tập trung toàn lực cho mặt trận Serie A, nơi mà họ vẫn đang cải thiện phong độ không ngừng, với chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại, cũng như 7 trận liên tiếp vẫn chưa thua ở kèo châu Á. Trái ngược với Inter, chiến thắng trước tân binh Cremonese ở vòng đấu vừa qua chính là chiến thắng đầu tiên mà Sampdoria có được ở mùa giải này. Đội bóng này cũng không phải là cái tên đáng tin cậy ở kèo châu Á. Khi mà trong 8 trận đấu gần nhất thì họ chỉ mới có 2 trận thắng kèo, 1 trận hòa và để thua đến 5 trận. Đó là chưa kể trong 2 lần gần nhất đến làm khách trước Inter thì Sampdoria toàn để thua với cách biệt ít nhất từ 3 bàn trở lên mà ra về. Vì vậy, Nerazzurri sẽ là cái tên đáng để anh em đặt niềm tin vào trận đấu này. Soi kèo tài xỉu Inter Milan với Sampdoria, kết quả 4 trận đấu gần nhất của Sampdoria đều về xỉu, trong khi đó chỉ có 2 trong 8 trận đấu gần nhất của Inter Milan về xỉu mà thôi, còn lại 5 trận nổ tài và hòa 1 trận ở kèo 3 trái. Thế nên, với kèo tài xỉu ở trận này đang ở mức 3 trái hòa thì đây vẫn là trận đấu có khả năng nổ tài khá cao. Tuy nhiên, nếu vẫn thấy không yên tâm thì anh em có thể rung ở kèo tài 2 trái rưỡi 3 trái cả trận. Soi kèo thẻ phạt Inter Milan với Sampdoria, với một thế trận áp đảo thì rất khó để Inter Milan phải nhận thẻ trong trận đấu này, bằng chứng cụ thể nhất là ở những chiến thắng mà thế trận diễn ra một chiều thì Nerazzurri không hề nhận lấy bất kỳ chiếc thẻ nào. Trong khi đó ở chiều ngược lại, Sampdoria là một đội bóng những đội bóng phải nhận thẻ nhiều nhất tại Serie A mùa này. Chỉ trong 5 vòng đấu gần nhất, họ đã phải nhận lấy đến 16 thẻ vàng. Thậm chí trong trận đấu với một đội bóng vô danh như Ascoli ở Coppa Italia, thì Sampdoria cũng lãnh án đến 3 thẻ vàng. Soi kèo phạt góc Inter Milan với Sampdoria, nhìn lại 5 trận đấu đã qua, Milan đã mang về cho mình tổng cộng 30 tình huống phạt góc. Trung bình ở mỗi trận họ sẽ có từ 6 quả góc. Trong khi đó Sampdoria có 16 quả phạt góc sau 5 trận đấu gần nhất, hơn 3 quả góc ở mỗi trận. Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ khi mà kèo góc ở thời điểm này Milan đang chấp đến 4 trái rưỡi 5 trái. Song với phần lớn thế trận chỉ được diễn ra một chiều thì tất nhiên góc sẽ chạm ngưỡng 9 trái, và 8 trong số này sẽ thuộc về Milan. Dự đoán kết quả soi kèo Inter Milan với Sampdoria, dự đoán tỷ số 3-0. Dự đoán kèo châu Á, Milan chấp 1 trái rưỡi 2 trái. Dự đoán kèo tài xỉu, xỉu 3 trái 3 trái rưỡi. Dự đoán kèo thẻ phạt, tài thẻ 4.5, Sampdoria -1, dự đoán kèo phạt góc, xỉu góc 10.5, Milan -4.5.